chiều nay bộ ngoại giao tổ chức họp báo thường kỳ bằng hình thức trực tuyến với sự chủ trì của người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng liên quan tới việc tàu ngầm hạt nhân uss connecticut của hải quân mỹ va chạm với một vật thể không xác định trong vùng biển quốc tế ở biển đông người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng cho biết việt nam nhất quán chủ trương mong muốn biển đông là khu vực hòa bình hợp tác và phát triển trên cơ sở luật pháp quốc tế còn về các biện pháp hỗ trợ cho các nhà đầu tư nước ngoài tại việt nam trong bối cảnh vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế hiện nay người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng thông tin chính phủ việt nam luôn lắng nghe chia sẻ tạo mọi điều kiện hỗ trợ tối đa doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài tháo gỡ các khó khăn tạo môi trường bình thường mới nhằm khôi phục sớm nhất các hoạt động sản xuất kinh doanh theo phương châm không làm gián đoạn chuỗi sản xuất cung ứng đảm bảo lưu thông hàng hóa thông suốt trên toàn quốc các địa phương không ban hành bãi bỏ các quy định không phù hợp cũng tại buổi họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã thông báo về chuỗi hoạt động của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39 và các hội nghị cấp cao liên quan theo hình thức trực tuyến diễn ra từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 10.